Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc hộp Nokia XL. Thì như các bạn thấy đây là một chiếc hộp mà cũng không có nhiều điểm đặc biệt cho lắm. Phía trước là hình ảnh chiếc Nokia XL, rất nhiều màu sắc ở đây. Phía bên cạnh trái này thì các bạn sẽ thấy đây là tên của sản phẩm, cũng như là sản phẩm này thì là 2 SIM. Ở phía mặt sau thì các bạn sẽ có một số thông tin về máy, như là máy có màn hình LCD 5 inch, có camera trước 2 megapixel và phía sau là 5 megapixel cùng với đèn flash, chạy chip của Qualcomm 1G. Phía đây thì các bạn sẽ thấy là máy Nokia XL sẽ được cung cấp cho các bạn 6 màu. Thì ngoài 4 màu cơ bản như là xanh, trắng, đen, vàng thì các bạn còn có 2 màu mới nữa, đó là màu xanh lá và màu vàng cam. Thì phiên bản mình cầm trên tay chỉ là màu vàng cam. Chiếc máy này thì đang được phân phối ở Hoàng Hà Mobile với giá là 3.450.000. Xin cảm ơn Hoàng Hà Mobile đã cung cấp chiếc máy này, và bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn bài mở hộp chiếc máy này. Thì như các bạn thấy, chỉ việc với chiếc này các bạn chỉ việc kéo nó ra, các bạn sẽ có chiếc Nokia XL ở đây. Đó, một chiếc màu vàng cam nhìn khá nổi bật. Thì bên trong hộp thì các bạn sẽ có một số phụ kiện như là sách hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể nên đọc những cái sách này để có thể tải những ứng dụng mà Nokia khuyên dùng. Tiếp nữa là các bạn sẽ có một cái tai nghe. Thì đây chỉ là loại tai nghe dây tròn thường thôi, không phải là tai nghe cao cấp. Tiếp nữa các bạn sẽ có một cục sạc. Và điểm đáng lưu ý là cục sạc này thì dây sẽ liền với cái đốc sạc, nên là các bạn sẽ, nếu mà muốn kết nối chiếc điện thoại này với máy tính thì cần mua thêm một sợi dây micro USB. Về thiết kế thì Nokia XL có thể nói là phiên bản phóng to của Nokia X vậy, khi mọi đường nét trên chiếc điện thoại này đều như một chiếc Nokia X. Và nếu mà chỉ nhìn qua ảnh thì các bạn khó có thể phân biệt được đâu là Nokia X và đâu là XL. Đầu tiên là với Nokia XL thì máy sẽ được trang bị một cái màn hình 5 inch, độ phân giải là 480x800. Tuy nhiên là với cái độ phân giải này và trên màn hình 5 inch thì các bạn nhìn được khoảng cách bình thường thôi cũng có thể thấy là chiếc máy này khá là rỗ. Nokia XL cũng được trang bị một camera trước 2 chấm ở đây, và phía dưới thì cũng vẫn là một cái phím home kiêm luôn tất cả những chức năng cho những cái phím như là back hay menu ở những dòng máy khác. Một điểm đáng lưu ý nữa là khi mà bạn cầm chiếc Nokia XL trên tay thì các bạn sẽ có cảm giác như đây là một chiếc điện thoại nguyên khối vậy. Tuy nhiên là Nokia XL thì vẫn có thể bóc được nắp lưng, các bạn có thể bóc chiếc nắp lưng này ra, và phía sau các bạn sẽ có là một viên pin 2000mAh có thể đảm bảo các bạn sử dụng trong một ngày. Thì đây là hai cái cắm SIM cũng như là nơi để các bạn có thể cắm thẻ nhớ của mình. Thì với việc bóc được nắp lưng như này thì các bạn hoàn toàn có thể đổi màu cho những chiếc điện thoại này, giống những dòng như kiểu 620 hoặc 520 của Nokia vậy. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chăm chỉ bóc nắp lưng nhiều thì có thể dẫn đến tình trạng là cái nắp lưng này sẽ bị lỏng, và nếu mà các bạn rơi có thể bung luôn cả nắp ra được. Về ngoại hình nó thì phía bên cạnh trái thì máy không có gì, thì dưới sẽ là cổng micro USB, phía trên là jack 3.5, và tất cả những cái phím còn lại thì được đưa sang bên cạnh bên phải, đó là phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng. Thì hai cái phím này được thiết kế một cách trau chuốt và đẹp hơn trên Nokia X rất là nhiều. Về tốc độ, máy đang chạy chip Snapdragon S4 2x một xung nhịp 1G. Thêm một điều nữa là với việc chạy Android 4.1.2 thì máy sẽ có một cái phần, đó là phần develop option. Ở phần này thì các bạn có thể tùy chỉnh những cái như là tắt bật những hiệu ứng để cho máy có thể chạy mượt mà hơn. Một điểm đáng lưu ý nữa trên chiếc Nokia XL này chính là cái camera sau 5 chấm và có đèn flash đây. Thì khi các bạn đăng nhập vào camera này thì các bạn thấy là máy cũng được cung cấp những cái tùy chỉnh như là bật ISO hay là chỉnh sáng, bật flash. Tuy nhiên là những cái hiệu ứng thì không có nhiều, cũng như là việc các bạn chụp ảnh thì cho một cái tốc độ chụp và bắt nét khá là chậm. Nói tóm lại, nếu mà đã chán với những cái dòng điện thoại như là LG, Samsung hay là HTC thì Nokia XL sẽ là một lựa chọn thú vị mà với cái giá thành phải chăng dành cho tất cả các bạn. Thì bài mở hộp và trên tay nhanh chiếc Nokia XL của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.